Ơi, mọi người ơi, hôm nay thì Hiền với anh xã và bé Út đang đi chợ. Em Út ơi, em Út, em đang ngó gì á? Hiền sẽ cho mọi người xem. Trời đất ơi, mọi người nhìn là nguyên một cái hàng dài nè. Hai đứa mình đang chuẩn bị đi siêu thị, đi chợ khai mát. Mọi người coi cái hàng dài người sắp hàng nè cả nhà. Hiền không nói quá chứ chắc cỡ 1 km quá mọi người ơi. Coi đây trời. Đi chợ mùa dịch là ở bên Úc bây giờ phải xếp hàng gì nè cả nhà ha. You want to? I can lie in here. I'll take him for a walk. Yeah. Chồng Hiền sẽ dẫn em Út đi vòng. Còn Hiền thì đứng ở đây chờ. Thôi hai cha con đi rồi. Mọi người ơi, thì không thể tin được cái hàng quá dài luôn á. Hồi đó giờ Hiền mới thấy nước Úc mà phải xếp hàng dài chờ lâu tới như vậy nè. Ý Hiền là đi khai mát á, đi cái chợ này lần đầu tiên phải xếp hàng lâu như vậy nè mọi người. Có vẻ như họ cho vô nhanh một lượt là một nhóm hay sao cả nhà. Đang mua đồ mùa đông cho Elwood nè cả nhà. Ở bên Brisbane, ở Úc chuẩn bị qua mùa đông rồi. Rồi coi nè, coi nè. Bây giờ cái này size 4 thì thử vô Elwood thử coi vừa không cả nhà. Cái này là 15 đồng. That's really long sleeve. Cái tay quá trời dài với mọi người. Oh, it's so easy. Mặc áo thì vô thử coi được không con? Vừa không nè. Hiện hay thì rồi bị ho rồi. Hiện hay mua đồ mà giống như là trừ heo cho em bé mọi người. Yay! I think this one's perfect. What do you think? That looks warm. That looks warm. Nhìn này, ôi, ấm nè mọi người. 15 đồng cái nè. Đây, can you feel morale up? The price. Đây, mọi người thấy không? Yeah. Áo bé nè. 15 đồng, 15 đồng, 15 đồng hết. So you only need one of them really. Yeah, he doesn't like it, look. It's because it's too hot. Get it up. Rồi, happy with that đã. Yeah, get one of them. You want some long pants? Yeah, long pants for him. Đây mẹ cởi ra này. Khi nào nó lạnh dữ lắm, hãy mặc cái này nha con. Đó, thử xong ok, giờ cởi ra để hồi trả tiền. Rồi, ok, get in. Đây. Put your jacket back on. Mặc vô con. Giỏi quá. Giỏi quá. Rồi, đi thôi. Let's go. Alright. Giờ tiếp tục lên đường kiếm quần dài cho em mọi người ơi. Đây. Những cái quần 10 đồng nè. Có đồ nào mà giảm giá không ta? Wow. Cái này hả? Cái này think the material is not really comfy is it? Oh, I think the one of these will look cute but. Quần này dễ thương quá mọi người ha. Ủa mặc quần này chắc thấy cưng nè. Yeah, this one will be comfy, right? Or trackies. Oh, this one will be comfy. You try it on him, Bob. $4.50 each. 4.50 một cái nè cả nhà. Mấy cái quần này. What size is it here? That's Vietnamese size. Oh, is it? Để thử cái nào coi vừa. Em mua vài cái để mặc mùa đông nè. Đó, cả nhà nhìn thấy không? 4.50. 4.50 thì nghĩ là có khoảng 70.000 á mọi người. 70.000 tiền Việt mình. And then he tried on him. Thử thử cái vừa không mọi người. His face like, what is this thing? mặt em giống như này. Bữa nay bắt con mặc đồ hoài vậy mẹ với ba ơi. Còn bên đây nè mọi người, 2.50 một cái nè. Ủa sao để 2.50 gì 10 đồng kỳ vậy? Gạt bà.
đây còn này nhiêu, phải 2.5 đồng không, sao để giá không chính xác vậy? Ai mang lại đây nè, cái này size true nè, size bắt 2.5 đồng the price, hiện thấy không để giá nguy hiểm mà mọi người không biết là nhiêu đây nữa, 2.5 đồng hay nhiêu. Rồi chúng ta đi kiểm tra giá nha mọi người, có nghĩa là nếu như mọi người mua đồ mình Úc mà không biết chắc là có đúng giá đó hay không thì mình sẽ đi kiểm tra như thế này nè cả nhà ơi. Đó, scan vô 6 đô là, oh my god. Mọi người không biết ai để giá tầm 7 á mọi người, tưởng 2.5 mà thật ra là 6 đồng một cái. Anh giỡn với cả nhà. Bị xứ, đồ bị xứ. Sao con này bị warm. Cái này không ấm đâu cả nhà ơi, cái 10 đồng cơ, 10 đồng không cơ. Wow, baby clothes can be expensive quá anh này. Đồ cũng mắc quá, cái gì 10 đồng còn mắc hơn đồ của Hiền nữa. Của Hiền mua cái gì có 3-4 đồng mà. Của người lớn đó mọi người. Mọi người nhìn thấy không, mấy cái quần này cũng là 10 đồng nè, mà Hiền thấy cái này dễ thương quá à. Chắc thử cái cho em Wood có hợp không? Hai cho con làm gì vậy? Hai đứa liếm nhau làm sao? Ghê vậy? Bây giờ tới anh xã của Hiền sẽ thử cái quần này cho em Wood còn sao nè cả nhà. Cái quần nhìn đẹp quá ha mọi người. Hồi nãy cái kia tụi mình thử là size 3, còn cái này là size 2. Hy vọng là if it's this one, we actually can upgrade it to size 3 because it has the stuff down there that prevent it from falling down on his feet. Mua cái nào to to hơn. Tới cái áo của Hiền nè mọi người, 17 đồng cái nè mọi người ha. 17 đồng cỡ nhiêu tiền, 150. 7 đồng chắc cỡ 250 ngàn quá mọi người. Nhưng mà nhỏ xíu à, cái này đâu phải size của Hiền. Trời đất ơi, ông chỉ vừa phải thôi, that's tiny, nhỏ xíu. Mọi người thấy không? Hiền thích màu hồng cho nên ông xã ông chỉ qua đây đó. Để Hiền coi cái size nào bé nhất mọi người ơi. Trời ơi, cái gì mà mười mấy không vậy? À, size 7. Size 7 không biết có bé quá không cả nhà ha. Size 7 vừa Hiền không ta? Vừa quá. Cái quầy dài của phụ nữ nè mọi người. Hiền đang tính mua cái đôi dép nào đơn giản thôi, cỡ khoảng 5 phân á. Mọi người thấy không? Hàng giảm giá nè, 10 đồng là cỡ khoảng 160-170 ngàn đôi đây. Cũng là 10 đồng. Nhưng mà Hiền không có cần giày cao, Hiền cần dép dạng như 5 phân là được rồi, để mình mang đơn giản hàng ngày á. Mọi người thấy không? Không biết cái đó gì 9 đồng họ mua hết trơn. Hay mấy đôi gì là 20 đồng. Mà nó chất liệu nó cứng mọi người, mang đau thấy bà luôn. Đa số bên này mọi người thấy không, 18-20 đồng, cái đó 15 đồng kìa. Còn bên đây là dạng giày kính để mang mùa đông nè mọi người. À, mấy cái này thì Hiền cũng có ở nhà còn khoảng 20-30 đồng gì cả nhà thấy không. Cái này là dạng mà thấp, không có đế, không có cao nè, như thế này 30 đồng. Đế vừa 30 đồng thì có khoảng 460-470-500 gì đó. Thích đôi này nè cả nhà, dễ thương đó, 12 đồng. Cáo này cho phụ nữ mặc mùa đông nhìn hầm hố dễ sợ cả nhà. Trời ơi, nó lông giả mang luôn nhớ. 25 đồng cái nè mọi người, cỡ 500 ngàn cái á. Mọi người nhìn thấy không, mát hơn cái mà hồi nãy thì mới mua, nhìn như là gấu Bắc Cực với cả nhà ơi. Mặt này vô buổi tối đi cào cào. Hiền vẫn chưa kiếm được cái đôi dép của Hiền nữa.
Cả nhà nhìn nè, tự nhiên ở đâu có một đôi đúng cái size của Hiền mà còn có một đôi một à. Nhiều tiền vậy ta. Nó cũng cao cao mà không có đến nỗi là mình khó chịu quá. Đây. Cái này chắc cỡ 6 phân thôi mọi người ha. Hiền không thấy giá gì hết trơn vậy. Size 6 là size chân của Hiền nè. Không lẽ men bắt đầu mang cái đôi này chứ mọi người. Nhìn cũng được hết cả nhà ha. Thế nè. Không biết mang được bao lâu đứt nữa. Anh giùm em, chồng Hiền chỉ cái đen đen nè. Cái này mang hơi bị đau chân, mình kiếm cái nào mà nó. Oh, is it? I would có máy bay mới. How much that already? How much? $5. Trời ơi trời, rẻ vậy, có 5 đồng à. Khoảng 85.000 á mọi người. Chắc là so sale rồi chứ bóp. Cái gì có 5 đồng cả nhà. Thôi chắc Hiền sẽ mua cái đôi giày này là được rồi cả nhà ơi. Để mang những cái dịp thường ngày mà nó không đau chân á. Mình nó cũng cho một tí chiều cao á mọi người. Thế ba mua mấy bài mới cần quá hả, lần nào đi qua đây hả ba cũng mua cho đồ chơi mới hết, sướng ghê tao ơi. I think he like it. Em Wood thích kìa mọi người. Mình mua thêm một đôi giày nữa cho em Wood nè mọi người. Mọi người thấy giá không? 15 đồng đồ. Kiếm đôi nào mà dễ mang á cả nhà. 15 20 đồng, 12 đồng. Should have 18 there is it? Yeah. Này. Cái đôi đó không có đủ size, em Wood cỡ size 8. Rồi bây giờ cho em thử giày mới kìa mọi người. See you right? Are we taking that, are we? He's like, why do we have this string around me? Em cái thái độ em giống như là làm gì có mấy cái sợi này cứ bay bay theo mình vậy chứ. Bây giờ là tới cái hàng vớ mùa đông cho em. Socks be flexible xong đấy. Yeah. Maybe this. You think? All this? How many are there? Cái này là 7 đôi nữa. Cái này 4, 7. So you get 7, that one's 4 only. Only 2 bucks are different. Get that one. Đó, nguyên hàng vớ nè mọi người ha. Mua thêm một mớ vớ mùa đông cho em là xong. Vậy là xong rồi đó mọi người. Trời, em mệt rồi mọi người ơi. Nhõm nhẽo lắm. Bây giờ ông xã Hiền mua cái ly cà phê. À, I see. 1 đồng 50 mọi người. 1 đồng là cỡ 17.000. 1 đồng 50, 25.000. Đó. Oh, maybe you can get a pink one. Joking, I don't really use it anyway. No. Trời ơi. You mean one of these in. Oh, you mean one of those. Yeah, yeah. Can get me one. I'd rather blue. Yeah. Mình thích màu xanh dương cơ. Rồi. Bị bể. 1.50 mọi người, 25.000 cái á. Thôi. Mình tính tiền thôi. Gì nữa? Oh. 1.50 luôn nè mọi người. Oh, it's even $1 luôn. Cái này có 1 đồng. À, không phải. Cái này cũng đồng 50 nè, nhìn cũng được quá cả nhà ha. Oh, actually, can I wrap this? Yeah. Yeah. Hiện đổi. Yeah, I like that one, so I'm better. Hiện sẽ đổi lại mà lấy cái này. Hiện là người rất là thích những cái loại đồ mà nó nổi. Lấy cái này thôi. Vậy thôi. Let's go.